bơ phủ vương quang nay tôn thần bơ phủ vương quang phương phi diệt mà ổ long nhàn ý khác thường
bách quan giàu trực trực là y văn văn võ hai hàng trong triều đình lễ nhạc quan lớn ngự có lòng lòng trầu khổ vô cùng được toàn tài lĩnh quyền vua
chầu vào tâu vương phủ ra chầu mẫu lạc.